nào bây giờ? Em thì đến đây được nghe qua qua thì là các cô chú ở đây thì kể thì là cô này là người ta đi đường qua thì người ta đánh chết, là chết ở tại chỗ. Nhưng mà có biết là hung thủ là có người ở đây là? Người thì các cô chú bảo là chắc là người mình ở đây, tại vì cô này cô đi khu rác ở trong tỉnh quảng biết đấy, thì là chắc là xích mích nên dân của người ta thì chỉ vì chuyện thu rác này chưa đóng tiền các thứ thì dân không được tham gia đấy, cô không có trách nhiệm vui thôi, là như thế. Sau đó thì sự việc xảy ra lúc mấy giờ ấy? Mới tầm khoảng hơn 9:30, lúc 9:50 thì em tới đây thì em đứng đây đã được 10 rồi.